Rồi, hiện tại là mình đang sử dụng hai con camera để mình ghi hình nha các bạn. Trên nón mình là con GoPro Section 5. Còn trên ngực mình là con AT M40R nha các bạn. Để coi là con nào ghi hình rõ hơn, âm thanh hay hơn nha các bạn. Và cả hai con là mình đều đang bán nha các bạn. Hai con là đều thuộc tà combo làm moto vlog giá rẻ. Con GoPro 5 Section này nè thì mình bán với giá là 2,5 triệu. Còn con ATM40R thì mình bán với giá là 980 ngàn. Có cái mic rời tai si kèm theo các bạn. GoPro 5 Section thì có thêm cái 3.5mm mic adapter và một cái mic cool sound Lavalier TRS 3.5 TRS á, chuẩn TRS á. Thì hai con này thì phù hợp cho mấy bạn nào mới tập làm, tập chơi action cam, tập làm moto vlog thôi, kiểu entry level. Tiền ít thì không thể thịt nhiều được các bạn. Tiền ít thì chỉ ăn hủ tiếu gõ thôi. Tiền ít thịt mỏng chứ không có tiền ít thịt nhiều đâu. Cho nên là các bạn phải chấp nhận điều đó nha. Nhưng mà con GoPro 5 Section á thì kiểu nó sẽ hơn mấy cái hãng action cam no name của Trung Quốc khác á, ở chỗ là các bạn thấy đó, thấy là cái góc quay của nó thấy siêu rộng không? Nó rộng hơn mấy cái con action cam no name của Trung Quốc khác nhiều lắm. Mấy con action cam Trung Quốc khác là không thể nào mà có cái góc quay rộng như vậy được luôn á. Đặc biệt là nếu mà cùng một cái vị trí gắn nha, là những cái con action cam Trung Quốc của cái những cái hãng mà không tên á, không có danh tiếng khác á, là nó sẽ không thể nào mà nó có cái góc rộng như thế này được luôn á. Nó có thể nó có góc rộng như vậy nhưng mà khi mà các bạn bật chống rung lên á, là nó sẽ bị crop lại, nó bị crop cái màn hình, cái màn hình nó bị crop lại các bạn, nó không còn rộng được vậy nữa. Cho nên là nó mới có cái giá tiền mắc hơn như vậy các bạn. Cho dù là cái con GoPro 5 Black 5 Section á, nó là nó ra mắt vào năm 2016 rồi, cho nên nhưng mà bây giờ nó vẫn có giữ cái giá là 2,5 triệu các bạn. Trong khi đó bây giờ 2,5 triệu đi, 2,5 triệu đi, các bạn ra các bạn mua được con một con, ví dụ như là con gì, những cái hãng no name khác, các bạn mua được con Osset S81. Có một số bạn vô comment ở trong cái mấy cái clip của mình là 2,5 triệu là mua được Osset S81, quay góc rộng 170 độ đồ, rồi cái gì Akaso Ray 7 rồi 3,5 triệu, quay chi tiết rõ nét hơn GoPro 5 các kiểu còn là đẻo. Thì đồng ý, mình đồng ý là nó quay hình ảnh nó sẽ rõ hơn, tuy nhiên cái góc của nó sẽ không bao giờ rộng được như con GoPro 5 ha, không bao giờ rộng được như con này luôn. Và các bạn sẽ cái âm thanh của nó sẽ không bao giờ hay được như con này. Âm thanh là luôn luôn là cái điểm yếu chết người của cái con, những cái con, cái dòng action cam không danh tiếng của Trung Quốc các bạn. Ngoại trừ hãng DJI là một cái hãng của Trung Quốc luôn. Nhưng mà cái action cam của DJI lại rất là chuẩn nha. Đó. Còn những cái hãng mà không danh tiếng khác đó, như là Akaso rồi Osset rồi đó, thì âm thanh là một cái kêu bằng cái
tử nguyệt, tử cái điểm yếu mà tử nguyệt của mấy cái hãng đó đó, nó thu âm cực kỳ dở. Cho nên là các bạn tiền ít thì các bạn phải chịu những cái bỏ những cái điểm yếu đó. Tiền ít thì không thể là thịt nhiều được. Giống như con ATM40R này nè, thì các bạn chỉ có nước là các bạn chấp nhận là, ví dụ muốn quay motor vlog thì các bạn phải chạy chậm đó, chạy chậm nói mới nghe thôi, chứ còn chạy nhanh nói không có nghe đâu, chạy nhanh là thua đó. Nhưng mà với số tiền ví dụ như 980.000 thì cũng được, dùng để trải nghiệm cũng được. Tại vì ngoài việc để quay motor vlog thì mình có thể dùng để trải nghiệm, để quay vlog đời thường hàng ngày chẳng hạn, chứ đâu phải mình quay motor vlog không, đâu phải mình cầm mình, đâu phải mình chạy ngời ngời ngoài đường không đâu, đúng không? Đâu phải dư xăng đó. Ý là mình là vậy. Nói chung là bạn nào mới chơi mà có điều kiện tầm tài chính tầm 2,5 triệu thì mình khuyên các bạn mua được con Goro 5 Section này cũng ok đó. Pin thì không phải lo nha các bạn, pin thì các bạn có một cái cổng USB giống mình nè, cắm sạc vô vừa quay vừa sạc, không phải lo ha. Còn các bạn quay 2K7 30 khung hình trên dây thì quay được khoảng gần 1 tiếng á, gần 1 tiếng đó các bạn. 2K7 up YouTube là đủ nét rồi. 2K7 về các bạn bỏ vô phần mềm, các bạn edit, các bạn chọn 4K, chọn 4K, chọn cái độ phân giải xuất ra là 4K thì cái phần mềm nó tự động nó transcode ra, nó transcoding á, có nghĩa là nó tự động nó nhân cái độ phân giải của cái video của bạn lên á. Tại vì cái 2K7 á, cái resolution 2K7 của thằng này á là 2704 nhân cho 1520. Còn cái độ phân giải 4K của YouTube á là thường á là 3840 nhân 2160 bao nhiêu mà nó không nhớ nữa. Thì nó cũng không xê xích bao nhiêu á, cho nên là nó cũng không có bị vỡ nhiều các bạn. Cho nên là nếu các bạn up 2K7, bạn quay 2K7 về rồi các bạn transcode bằng phần mềm á thì nó cũng ổn quá các bạn. Còn cái con ATM40R á thì nói chung là quay 4K 30 khung hình trên dây, nhưng mà thực chất thì cái chất lượng video nó không có cái góc rộng, cho nên là nó cũng hơi vô nghĩa một chút các bạn. Vô nghĩa. Nó không có góc rộng với cái chất lượng audio nó không có hay á. Cho nên nó hơi vô nghĩa tí. Tuy nhiên thì bạn nào chơi dưỡng sinh thì vẫn thể chấp nhận được. Chơi dưỡng sinh đi quay trong phố thì vẫn có thể chấp nhận được. Chứ còn kiểu mà chơi hạt co chạy mà kiểu đôi lúc có những cái pha tốc độ thì hơi fail ha, vậy đó. Nên là mình làm clip mình so sánh cho các bạn luôn để các bạn khỏi lăn tăn, để mấy người kia vô comment thấy mắc mệt.
rồi cái clip mình so sánh để mình phân biệt hai cái cho các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa cái sự khác biệt to lớn giữa hai dòng cam, hai dòng action cam của một là cái dòng action cam danh tiếng đó là GoPro, và đại diện cho những cái dòng action, nói chung là đại diện cho những cái dòng action cam danh tiếng đó các bạn, là GoPro đó, đại diện những dòng action cam danh tiếng giống như là DJI nè, GoPro nè, Insta 360 nè, đó là thì mình lấy cái GoPro ra là mình làm chuẩn để so sánh ha. Tại vì GoPro nói chung là bây giờ GoPro là nó lép vế so với DJI đó các bạn. Nhưng mà dù gì thì GoPro nó vẫn là một cái kiểu như là một cái biểu tượng á. Nó vẫn là một cái biểu tượng đó. Nó vẫn là một cái biểu tượng trong cái ngành action cam từ hồi xưa tới giờ rồi. Cho nên là mình vẫn lấy nó ra để mình so sánh ha. Và một cái bên đó là những cái con action cam của những cái hãng mà kiểu như là no name có nghĩa là hãng không có danh tiếng, hãng cà lon nghĩa là nó nhái á, để nó bán kiếm tiền á, thì mình sẽ cho mình kiểu như mình so sánh để mình thấy cho các bạn thấy là nó khác, sự khác biệt to lớn, để mình thấy là cái giá trị nó chênh lệch là tại sao là những cái con GoPro cũ nó vẫn có cái giá cao và người ta vẫn chọn mua ha. Con ATM40R này thì cái chất lượng của nó vẫn ổn nha các bạn, chất lượng hình ảnh nó cũng vẫn ổn á, nó chất lượng nó cũng cỡ con Osec S81 á, chứ cũng không có tệ. Osec S81 á thì nó kiểu nó là một con phiên bản nâng cấp của con này. Con ATM40R nó không có touch screen, không có màn hình cảm ứng ha. Nhưng mà nói chung lại là những cái hãng no name là nó không có góc rộng, cho nên đó là cái điểm nó thua kém. Với cái nữa là âm thanh quá tệ. Vậy thôi. Rồi cái clip của mình tới đây là hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. GoPro, stop recording. Stop recording. GoPro, stop recording.